hoài, chơi game hoài, không biết làm gì khác hả chị Thảo? Thời giờ rảnh rỗi không chơi game chứ làm gì? Nhảy dây, đá cầu nè, mình tự làm đồ chơi mình chơi cũng được mà, còn gì phải chơi điện thoại. Con tính làm đồ chơi gì nè, nói chị nghe thử coi. Mình làm đồ chơi từ giấy chai được không ta? Cái chai này làm gì được ta? Chị Thảo làm gì mà sáng sớm cầm cái chai nhìn hoài vậy? Chị đang tìm cái tưởng làm đồ chơi từ giấy chai nè. Cũng đúng ha, mấy cái chai này tụi mình có thể tái chế để làm được lồng đèn chung tung nè, mấy chiếc xe rồi tàu chiến nữa. Đúng rồi, em biết làm cái tàu từ cái chai này nè. Chắc trong nhóm này có một mình cũng biết. Vậy em với anh thử thi đấu coi ai làm cái tàu đẹp hơn và nhanh hơn. Vậy nội dung của video này là chế tạo tàu chiến và thi đấu coi tàu của ai đỉnh hơn. Ờ vô đây, anh Ngọc ơi cho em chung đội với anh Ngọc. Cục vàng vô đây với anh. Mày hay hai đứa mình là một đội nha. Mày muốn chung đội với tao á thì mày phải men lên. Mày phải thật là mạnh mẽ lên. Trời ơi chế hùng lâu ngày gặp lại vẫn mạnh mẽ như xưa. Chạy đi. Ừ. Cái chai làm cái tàu được không con? Không, muốn làm cái tàu thì lấy cái chai này làm nè. Hùng ơi, cái miếng mút nào không? Cái miếng mút này ngon nè Hùng ơi. Ngon thì mày lấy luôn đi. Ừ. Ở đây có miếng mút Thảo ơi. Thôi miếng mút nó lấy làm gì, mình lấy giấy phơm làm tàu cho nó chắc. Dạ đi. Trời ơi, miếng mút vậy mà chơi. Ai chơi thì mình lấy luôn đi em Vũ Hoành ơi. Ừ. Chỉ chậm tao một chút xíu thôi. Mà bây giờ cái sọt két chỉ còn sót lại cái chai xịt bồn cầu. Cái chai này sao mà làm thuyền được? Phải như cái ống này nổi trên mặt nước được ha. Nhìn cái ống này y chang cái lùng luôn ta. Để em ra ngoài hỏi mấy đứa coi nó có cho xài vật liệu tự nhiên không. Ê mấy đứa có cho sử dụng vật liệu tự nhiên hay bắt buộc phải sử dụng cái thải? Bọn tao nói vậy thôi chứ mày muốn xài gì đó mày xài. Anh xài cái gì cũng được, miễn sao tự làm là được rồi. Vậy vật liệu mình sẽ chọn cái lùng nha mọi người. Đi chặt cái lùng nè. Chặt nè. Mấy cây này nó sống ở cặp mấy hầm không các bạn ơi. Ở quê tụi mình gọi nó là cây lùng nha. Cái này nhẹ hèo à, nên nở trên mặt nước được. Cây lùng này tụi mình sẽ chặt thành những đoạn ngắn, xong rồi gắn nó lại thành một cái bè nhỏ nhỏ nha. Sau đó gắn động cơ mini vô, bỏ cái tàu này xuống nước là nó tự chạy được à. Tôi đây cho anh. Bọn mình đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ bắt đầu làm cái bè luôn nha. Cái động cơ mini này có chút xíu à, nên mình sẽ làm cái tàu nhỏ nhỏ thôi. Ngọc nói đúng nè, tụi mình sẽ làm cái tàu nhỏ nhỏ. Có cái gỗ này được rồi nha các bạn. Ừ, tàu lao quá anh Ngáo ơi, vô làm nè. Bọn mình sẽ quyết định làm chiều dài của cái tàu là 30cm nha. Vậy em đo rồi làm dấu rồi đến chắc cho. Ok anh. Rồi lấy ngay Ngọc ơi. Để cố định mấy cây lùng này lại, tụi mình cần 4 cây nẹp và dây thun. Đưa cho anh Ngọc ơi. Anh Ngáo, anh lo làm cái tàu đi, để em đi làm cánh quạt cho cái động cơ này. Vậy em tính làm như thế nào? Như vậy nè. Thì cái động cơ này chạy bằng kẹo à. Anh Ngáo không biết gì hết trơn. Thấy cây kẹo này không? Thấy. Em sẽ ăn hết cây kẹo này và gắn cái cánh quạt trên đầu của cây kẹo này nè. Rồi em đi đi. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy cọng kẽm liên kết mấy cái khúc cây này lại với nhau. Các bạn phải dùng dây kẽm siết cho thật là chặt, không thôi thả xuống nước á là mấy cái cây này nó bị bung ra. Mới nút mấy cây mỏi miệng quá. À, mình có cái này nè, khỏi cần nút mà vẫn ăn được cái kẹo. Lấy pin kết nối vô cái cục động cơ nè. Trời, cái động cơ này nó nhỏ mà sao nó hoạt động mạnh như vậy? Cái này mà đưa vô miệng chắc nó đánh không còn cái gan ăn cháo luôn quá. Đây là hình dáng của chiếc tàu chiến của team mình nè. Pin và động cơ cũng đã kết nối xong rồi. Tiếp theo tụi mình sẽ bẻ cái miếng nhôm này ra để làm cái chân vịt hay còn gọi là cánh quạt đó. Để xuống các xe điên Ngáo. Rồi để anh lấy kéo. Cắt chân vịt đi rồi, các bạn phải vô hai lỗ ở giữa để sổ dây chì qua. Lấy cọng kẽm sổ qua cái chân vịt nè. Rồi, kẹp chưa cái kẹo đi anh Ngáo. Đây, để em làm luôn cho. Đó.
Cái này buộc thun là nó chắc rồi, không cần hàng hay dán keo gì hết trơn á. Bắn keo vô cái trụ này rồi để cái motor lên là hoạt động được rồi đó Ngọc. Đúng rồi, anh bắn đi. Xong, buông ra, buông ra. Quá êm. Xong rồi mình nối dây điện lại. Wow. Ủa, nó hoạt động được kìa. Hoạt động được rồi kìa. Để thả xuống nước coi nó có chạy không nha. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Kìa nó chạy, chạy kìa. Đi con, chạy đi, chạy đi. Ơi, quá đã quá luôn, okay, như đây rồi. Là đủ chiến thắng rồi. Mình sẽ vẽ chiếc thuyền lên cái tờ giấy phơm này, cắt ra ghép lại vậy là xong. Còn cái miếng mút này có hình chiếc tàu sẵn luôn rồi, chỉ cần mình không có lỗ đây nè, rồi mình nhét động cơ vô là xong rồi. Ừ, để tao làm cho. Đây, cắt tỉ mỉ luôn nha. Khuyết xong rồi nè Hồng ơi, nhét động cơ vô đây. Quá dễ luôn, nhét động cơ vô là xong rồi. Đó. Đại đâu, lấy pin gắn vô coi. Ừ. Mình đã dán cố định cái động cơ xong rồi đó. Tiếp theo sẽ dán cái hộp pin. Cái sợi dây này dù cái khỏi cái động cơ hoài à, nên mình lấy cái mỏ hàn chấm nó lại để cho nó cố định. Chiếc thuyền của mình hoạt động rất là ok luôn nha các bạn. Đó. Mình thì sẽ trang trí cái đầu thuyền nha. Xong rồi nè, đem đi thử. Đâu, thử chiếc thuyền coi. Ủa, sao nó chạy kỹ ta? Đâu, để coi thử coi chạy sao nữa. Hả? Sao nó chạy lùi? Đó, nãy chế tờ lẩm chân dịch mà mày đâu có cho. Một, hai là mày làm, bây giờ chiếc thuyền chạy lùi luôn rồi nè. Nó chạy lùi á thì mình bẻ chân dịch ngược lại chứ có gì đâu. Mình sẽ làm chiếc thuyền siêu to khổng lồ luôn. Cái động cơ của mình có chút xíu và mình làm chiếc thuyền càng to thì nó càng chạy chậm. À, vậy mình làm chiếc thuyền nhỏ đi. Ừ. Rồi làm. Cái này là cái đáy thuyền nè, giờ mình cắt nha. Trời ơi, chị Thảo này. Sorry. Ở không làm gì Phương, con coi cắt thành tàu rồi dán vô là xong rồi. Dạ. Mình gắp xong rồi nè, các bạn thấy có đẹp không? Coi gắn động cơ đi, ngồi đó khoe hoài. Thuyền có đẹp cách mấy chạy không được cũng vô dụng à. Dạ. Rồi, cắm đây nè. Rồi đó, chị Thảo ơi, ịnh lên đi. Ừ. Lắp pin vô thử tàu coi. Đó, tàu chạy rồi. Chị Thảo ơi, chị gắn cái chân vịt sao nó lỏng lẻo dữ vậy? Lỏng lẻo hay không, nó đâu quan trọng. Quan trọng mà tàu ơi chạy nhanh hơn. Rồi, đi thử tàu. Mấy cái gông nhiêu này quá. Rồi nào. Đó. Ồ, vậy là đủ hết rồi. Chiếc tàu của bọn mình bằng bút nha. Đội mình làm tàu nhỏ thôi, tàu càng nhỏ chạy càng nhanh. Đây là đáy tàu, còn bên này là ba cái bếp tàu. Tiên, anh dán keo đi anh Vịnh chưa? Dạ. Anh cứ không tìm chỗ gắn cái động cơ vô đi. Ừ. Tới quá trình gắn cái chân vịt nè. Xong rồi đó. Gắn cái chân vịt vô động cơ. Được rồi đó. Em gắn pin vô nha Nhữ Thanh. Ừ, gắn tiếp cho. Rồi. Trời ơi, động cơ quá trời mạnh luôn rồi. Cái cuộc thi đua hiền sắp tới là mình tự tin, mình chiến thắng luôn đó. Cũng may team mình có tiểu cường là hết trơn hà, còn mình chỉ phụ giúp sơ sơ thôi. Gắn cái miếng động cơ vô. Đây Vịnh cho. Rồi gắn cái động cơ vô nè. Gắn mấy cục pin nữa là xong rồi. Giờ gắn chân vịt vô nha. Thế là xong với tàu chiến bằng chai nhựa.
luôn rồi. Dẹt cây ở đây. Đây để dẹt. Rồi nè, để chạy thử. Wow, thắng chắc rồi đó Cường ơi. Bào nhanh luôn á. Giờ trời tới thua luôn rồi, đứa Tàu dưới đây. Tối rồi đi kìa, buổi trưa ngày mai đi học về tập hợp lại nhà anh Vinh thi đấu. Của mình làm toàn phiếu nguyên cả ngày nay, cũng mệt rồi, đi về nhà dưỡng sức thôi. Các bạn đừng quên nhấn giờ đăng ký, nhấn like, nhấn chuông ủng hộ kênh Tuni TV nha. Còn những con Tàu này á, bọn mình sẽ đem về nâng cấp nó lên cho nó chạy nhanh hơn để ngày mai thi đấu. Clip đưa Tàu này bọn mình sẽ nhận Vinh làm trọng tài. Hẹn các bạn những video sau. Đáng lý cái trận chung kết này phải có mình nè. Nào ngờ xui xẻo thi đấu danh vinh thua. Bây giờ đứng ngoài làm khán giả luôn.